Rồi, mến chào nha, mình tiếp tục quay trở lại và đồng hành cùng kênh Đồ Cổ Cần Thơ. Và một clip mới nhất vào buổi trưa của ngày 11 tháng 8. Thì đến clip buổi trưa ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em cũng sưu tầm được một vài sản phẩm rất là hay, quay lên để giới thiệu cùng với nhà mình trong video ngày hôm nay. Các bạn xem được thì nhớ đăng ký kênh giùm em nha. Kênh là nó nằm ở phía bên tay phải màn hình của mình ha. Nó có một cái chỗ đen đen có chữ đăng ký, các nhà nhớ nhấp vô chữ đăng ký giùm em nha. Bên cạnh đó là phía bên tay phải là có cái ngón tay đưa lên, nhớ cho em xin một like ha. Để hàng ngày thì em lên rất là nhiều clip để giới thiệu và giao lưu với cả nhà mình các sản phẩm bên em nha. Các bạn có đăng ký kênh ha, có đăng ký kênh hoặc là có like động video thì tự động là YouTube nó sẽ đề xuất cho mình xem các sản phẩm tiếp theo bên em nha. Thì một ngày không thể nào quay hết các sản phẩm được ha, nên là các bạn nhớ đăng ký kênh và like giùm em ha, để mình đón xem các sản phẩm tiếp theo nha. Hôm nay là có một bộ tam thanh ha, bên đạo giáo này, rồi có một con sư tử Pháp rất là to Di Lạc nha. Bên cạnh đó là có một bộ bát bổ sẽ có trực tiếp trong video hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình. Rồi xem được đừng quên cho em xin một like và đăng ký kênh nha. Rồi sau đây sẽ là chi tiết từng sản phẩm sẽ có trong ngày hôm nay để giới thiệu và giao lưu cùng mình ha. Số 1 trong ngày hôm nay là giới thiệu cả nhà mình là em có về được một bộ tam thanh nha, bên đạo giáo ha. Thì một bộ này về trọng lượng là tầm khoảng 20kg, bao gồm 3 tượng nha cả nhà nha. Thì trên màn hình của mình đó là một bộ tam thanh ha. Bộ này rất là đẹp nha. Sắc nét từng chi tiết, hào quang phía sau là gời. Có gắn một cái con ốc vào để giữ cho mình cho nó cứng cái tượng này ha. Một bộ này 3 tượng bằng đồng bên đạo giáo nha. Tổng trọng lượng là gần 20kg ha. Và chiều cao tổng thể là khoảng là 36cm cho mỗi tượng nha. Bề ngang tổng thể của mỗi tượng này là tầm khoảng là 17cm, bao gồm 3 tượng ha. 3 tượng này rất là đẹp. Đây cả nhà mình cùng xem nha. Bỏ qua một bộ này thì rất là tiếc nha. Và những bộ như thế này ít có ha. Lâu lâu mới có một bộ nha. Mỗi người đều có pháp khí đầy đủ hết luôn nha. Cả nhà mình cùng xem nè. Ở ông này thì cầm một cái cây phất trần, một cái hồ lô nè. Ở đây thì có cầm một cái viên châu nữa ha. Bên đây thì có cầm gậy như ý. Và một bộ này mã số 1 đầu tiên trong ngày hôm nay thì bên Đồ Cổ Cần Thơ em có giá giao lưu mình là 12 triệu đồng ha. 12 triệu đồng cho một bộ tam thanh của ngày hôm nay. Đây là mã số 1 mà bên Đồ Cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình trong video ngày hôm nay nha. Xem được thì đừng quên cho xin một like và đăng ký kênh cho nha mình ha. Đây là mã số 1 ở trong video ngày hôm nay. Và tiếp theo mã số 2 là một sư tử Pháp. Con này rất là đặc biệt ở chỗ là nó có một cái tên của nó trên này luôn nha cả nhà ha. Con sư tử Pháp này là nó có cái tên ở trên này luôn nha. Có tên luôn nè. Về trọng lượng là 23kg. Và chiều dài của con sư tử Pháp này rơi vào khoảng là 59-60cm. Chất liệu bằng đồng. Và chiều cao đây cả nhà mình xem nha. Chiều cao là tầm khoảng là 32cm. Một những con rất là đẹp ha, sư tử Pháp. Con này mình về mình để trên bàn làm việc phòng khách và hết sảy luôn. Cực kỳ đẹp nha. Để trên bàn làm việc thì rất là đẹp ha. Một tác phẩm rất là hay, sư tử Pháp nha. Và một con sư tử Pháp này thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình. Một con sư tử Pháp ha. Mẫu này thì hôm nay bên em có giá giao lưu với mình là 10 triệu đồng nha. 10 triệu đồng cho mã số 2 có trong video ngày hôm nay ha. Đây là mã số 2. Quay một chồng cho mình xem nè, sau lưng của nó nè. To đùng luôn ha. Mẫu này mà để bàn làm việc phòng khách là hết sảy luôn. Đây là mã số 2 có trong video ngày hôm nay ha. Rồi mã số 3. Mã số 3 là một cái nghĩa tác phẩm rất là lớn về bên đạo Công giáo nha, mẹ Sầu Bi. Mẹ Sầu Bi ha. Mẹ Bế Chúa, mẹ Sầu Bi, tượng này tượng lớn nha cả nhà nha. Và tượng này về trọng lượng á, về trọng lượng của tác phẩm tượng mẹ Sầu Bi thì rơi vào khoảng là 10,5kg, chất liệu bằng đồng ha. Và đây là mã số 3. Rồi chiều cao tổng thể là tầm khoảng là 34cm. Rồi bề ngang tổng thể là khoảng là 27, chất liệu bằng đồng. Và tác phẩm này hôm nay bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm mẹ Sầu Bi như thế này. Ở một tác phẩm rất là hay nha. Là 3.300.000 ha. 3.300.000, bên em hỗ trợ luôn phí vận chuyển cho mình luôn nha. Cả nhà có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em ha. Đây. Đó, tượng đồng ha, mẹ Sầu Bi. Mã số 3. Rồi tiếp theo mã số 4. Mã số 4 hôm nay là bên em còn được một ông thần giữ tiền. Ở nhà mình mà làm rủng rỉnh tiền bạc ở ngoài thì có thể sưu tầm hôm nay về nha. Thần giữ tiền ha, ông sẽ giữ tiền cho gia đình mình ha. Về tổng trọng lượng là khoảng 2kg cho tác phẩm thần giữ tiền của ngày hôm nay. Đây là mặt sau đây. Đây là mã số 4 có trong video ngày hôm nay. Chiều cao tổng thể tầm 20cm ha. Bề ngang tổng thể là khoảng là 12. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm như thế này ha. Đây, cả nhà mình cùng xem nha. Và tác phẩm này hôm nay là bên em có giá giao lưu mình là 1.100.000 ha. 1.100.000 cho mã số 4.
Rồi mã số 5. Mã số 5 là một cái ấn gồng như ý. Một cái ấn gồng như ý ha. Đây một cái ấn gồng, trên này có một con xung quanh là 8 gồng, ở trên một con nữa là 9 con ha. Ấn gồng như ý. Rồi mặt ấn cho mình xem luôn nha. Mặt ấn này ha. Xung quanh là 8 con gồng, nguyên một cái ấn gồng như ý. Đây cả nhà mình xem ha. Và tác phẩm ấn gồng như ý của ngày hôm nay có tổng trọng lượng là khoảng 1,8 kg. Rồi chiều cao tổng thể là 18 cm. Đường kính vuông ha, đường kính vuông là khoảng 10 cm. Có giá giao lưu với mình một cái ấn gồng như ý có to như thế này. Đó là 1.400.000, hỗ trợ luôn phí vận chuyển cho mình nha. Ở đây là mã số 5 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu của mình nha. Mã số 5 ha. Rồi tiếp theo mã số 6. Mã số 6 là một cái trống đồng. Đó, một cái trống đồng ha, trống đồng. Về trọng lượng của tác phẩm này á là khoảng là 2,2 kg. Trống này người ta gọi là trống 20 nha. Trống 20 á. Nhưng mà trống 20 là lý do mình đo như này nè. Này là đường kính là 20 cm, đế là 20, người ta gọi là trống 20 ha. Rồi chiều cao của trống 20 này tầm khoảng là 16,5 á. Mặt trống là tầm khoảng là lọt lòng khoảng tầm 18 19 cm nha cả nhà ha. Và một cái trống đồng xưa như thế này, bên đây hôm nay em có giá giao lưu mình là ở 2,4 triệu nha. 2,4 triệu ha, cho một trống đồng xưa của ngày hôm nay. Đó thì các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ trực tiếp giúp em ha. Đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7. Mã số 7 là bên em còn được một tượng Thiên Hậu nha. Đó. Thiên Hậu ha. Chất liệu bằng đồng và tượng này về trọng lượng là tầm khoảng 5,8 kg. Và chiều cao tổng thể của tượng Thiên Hậu là rơi vào khoảng gần 30 cm. Bề ngang ha, bề ngang là tầm khoảng là 14,5. Và tác phẩm Thiên Hậu ha. Hoặc hay gọi là Dương Mẫu này, Ngọc Hoàng Dương Mẫu á. Và tác phẩm này có giá giao lưu với cả nhà mình hôm nay tượng này ha. Hôm nay tượng này bên em có giá giao lưu mình là 2,8 triệu, 2,8 triệu, chất liệu bằng đồng nha. Ở đây là mã số 7 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình nha. Xem tới đây đừng quên cho em xin một like nha. Các bạn nào chưa like nhớ like giùm em nha. Và bạn nào chưa đăng ký kênh nhớ nhắc vô chữ đăng ký giùm em ha. Rồi cảm ơn các bạn rất nhiều nha. Đây là mã số 7. Rồi tiếp theo mã số 8. Mã số 8 là mèo chưa tài. Đó, tác phẩm mèo chưa tài nha. Một trong những tác phẩm rất là hay, hình ảnh con mèo ha, con mèo này đang cầm cái liễn và gậy như ý. Về trọng lượng là tầm khoảng 6 kg cho tác phẩm mèo chưa tài. Chiều cao tổng thể là 32 cm. Bề ngang ha, bề ngang tầm khoảng là 19. Chất liệu đồng và mèo chưa tài của ngày hôm nay. Mèo chưa tài thì bên em có giá giao lưu với cả nhà mình một tác phẩm mèo chưa tài. Đó, mèo chưa tài nữa ha, mèo chưa tài này có giá giao lưu mình 2,4 triệu nha. 2,4 triệu cho mã số 8 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng mình ha. Mã số 8 nha. Rồi tiếp theo mã số 9. Mã số 9 trong video hôm nay là một cái dĩa ngũ quả. Dĩa này là chạm gồng phụng nha. Đó, có gồng có phụng luôn. Dĩa này đường kính ha. Đường kính là 32 cm nha. Và được chạm gồng phụng trên đây nè. Có gồng có phụng nha. Đây mình xem ha, rất là dày. Đó, một cái dĩa ngũ quả để mình chưng trái cây ha, rất là dày. Và cái dĩa ngũ quả như thế này bên em là có giá giao lưu mình là 1,5 triệu nha. 1,5 triệu cho mã số 9 mà bên đồ cổ Cần Thơ em giới thiệu cùng cả nhà mình trong video hôm nay ha. Đây là mã số 9. Rồi mã số 10. Mã số 10 ngày hôm nay còn là một con tỳ hưu. Đây một con tỳ hưu phong thủy nha. Con này nhìn mặt thôi cả nhà mình xem ha, rất là dữ nha. Con tỳ hưu ha. Tỳ hưu được xem là một những linh vật phong thủy ha. Con này có một sừng nè, hai bên một cánh nè ha, một chuyện dưới nha. Con này gỗng thôi. Con này về trọng lượng là tầm khoảng là 2,2 kg cả nhà ha. Và chiều cao tổng thể là 17 cm. Bề ngang đế tầm khoảng là 13. Và con tỳ hưu như thế này bên em là có giá giao lưu với mình ha, mã số 10 trong video ngày hôm nay nha. Con tỳ hưu này là 1,5 triệu, 1,5 triệu hỗ trợ luôn phí vận chuyển cho mình ha. Các bạn có nhu cầu sưu tầm liên hệ với em nha. Đó, mình có nhu cầu sưu tầm thì liên hệ trực tiếp giúp em ha. Con tỳ hưu mã số 10 có trong video ngày hôm nay. Và mã số 11. 11 thì một cái gạt tàn không thể bỏ qua nha các nhà ha. Một cái gạt tàn này. Bát mã. Mã đáo thành công. Đây mình cùng xem ha, bát mã này, một cái gạt tàn rất là to. Rồi đây một chuyện ha, một cái gạt tàn bát mã. Về gạt tàn này tổng trọng lượng khoảng 1,1 kg thôi. Hình ảnh xung quanh là những con rồng ha. Xung quanh là rồng nha, còn ở trên là bát mã. Có 8 con ngựa đây ha. Một những mẫu rất là hay và đường kính ha. Đường kính ngang là tầm khoảng là 13,5 và một cái gạt tàn như thế này có giá giao lưu của mình ha là 1,2 triệu, 1,2 triệu gì ha. Một cái gạt tàn bát mã mã số 11. Rồi mã số 12 là một con chim công nha. Chim công khổng tước chất liệu đồng.
một những tác phẩm rất là đẹp nha. Chim công, một con chim công đang xè đuôi ha, chim công khổng tước, tổng trọng lượng là khoảng 5 kg và chiều cao tổng thể là khoảng là 25 cm, bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 22, chất liệu vân đồng. Và chim công của ngày hôm nay bữa nay em có giá giao lưu với cả nhà mình ha, một con chim công như thế này nè đó, mẫu chim công này rất là hay nha. Rồi chim công này là có giá giao lưu với mình là 2.200.000 ha, 2.200.000 cho mã số 12. Rồi tiếp theo mã số 13. 13 là Di Lạc. 13 hôm nay bên em còn được tượng Phật Di Lạc này. Phật Di Lạc chất liệu đồng ha. Tượng Phật Di Lạc này về trọng lượng á tầm khoảng là 3 kg 4 ha. 3 kg 4 cho tượng Phật Di Lạc nha. Đây mình cùng xem ha, Phật Di Lạc. Di Lạc có mao tiền. Đây một chuyện ha. Rồi Di Lạc này về bề ngang. Bề ngang tổng thể là khoảng là 28 cm. Chiều cao tổng thể là 15 và có giá giao lưu với cả nhà mình. Đây là mã số 13 trong ngày hôm nay là 1.700.000. Hỗ trợ luôn phí vận chuyển cho mình ha. Hỗ trợ luôn phí vận chuyển. Đây là mã số 13. Rồi tiếp theo mã số 14. 14 ngày hôm nay còn được một cái bát ha. Bát hay còn gọi là bát Như Ý. Bát vàng, ngồi mát ăn bát vàng là cái bát này nha. Một cái bát này cả nhà mình xem nha. Hình ảnh họa tiết hoa văn hai bên là hai gậy Như Ý ha. Đồng mạ vàng. Cho nên là có chạm chữ dơi họa tiết là dơi tài lộc nè. Đó, cái bát vàng này giùm em ha. Ngồi mát con bát vàng. Cái này thì đường kính ha. Đường kính ngang là tầm khoảng là 18 cm và chiều cao ha. Rồi chiều cao là 8.5. Và có giá giao lưu với cả nhà mình một cái bát vàng như thế này ha, bát Như Ý. Bát này là 1.1 triệu nha, hỗ trợ luôn phí vận chuyển cho mình ha. Đây là mã số 15. Rồi 16 cho ngày hôm nay là một cặp bình ha. Một cặp bình đồng. Đây là mã số 16. 16 giùm em một cặp 16 là một cặp bình đồng. Quá đẹp cho cặp này luôn nha. Cặp này về trọng lượng là tầm 6.5 kg và chiều cao tổng thể nha là 32 cm và bề ngang ha, bề ngang là khoảng là 14 và mã số 16 ngày hôm nay bên em có giá giao luôn với cả nhà mình một cặp như thế này là 2.600.000 ha, 2.600.000 cho một cặp bình đồng của ngày hôm nay nha. Rồi cuối cùng là mã số 17. 17 hôm nay còn một bộ bát cũ. Đây cả nhà mình xem nha. Một bộ bát cũ rất là to. Đây là một bộ binh khí bát cũ ha. Bao gồm là 8 loại binh khí khác nhau nha. Và bộ này thì nó rất là to. Bộ này về trọng lượng là về trọng lượng là tầm khoảng là 4 kg cho một cái bộ binh khí bát cũ của ngày hôm nay. Bộ này về chiều cao ha. Chiều cao tổng thể là tầm khoảng 60 cm ha, bề ngang. Bề ngang là 40 và có giá giao lưu với cả nhà mình một bộ binh khí bát cũ như thế này ha. Bộ này thì bên em có giá giao lưu mình là 2.200.000 nha. Đây cũng là mã số cuối cùng trong video ngày hôm nay. Rồi cảm ơn và hẹn gặp lại cả nhà vào những video tiếp theo ha. Với những sản phẩm đẹp độc và lạ hơn nữa nha. Xin chào và hẹn gặp lại.